Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều ngày 21 tháng 7, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thượng Quận xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ sét đánh khiến gần 6.000 con gà trong trang trại của gia đình chị Bùi Thị Thúy ở thôn Quế Lĩnh bị chết hàng loạt. Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 47 phút ngày 21 tháng 7, trên địa bàn xảy ra mưa dông lớn và sét đã đánh trúng vào trang trại gà của gia đình chị Bùi Thị Thúy ở thôn Quế Lĩnh. Hậu quả khiến gần 6.000 con gà gần đến ngày xuất chuồng khi đã đạt trọng lượng từ 2,5 đến 3 kg một con bị chết hàng loạt, thiệt hại ước tính hơn 1,4 tỷ đồng. Ngoài ra, sét còn đánh gây thiệt hại toàn bộ hệ thống quạt điện tại trang trại và một số dụng cụ chăn nuôi bị hư hỏng. Đến trưa cùng ngày, hơn 2 tấn gà chết đã được xuất bán cho trang trại nuôi thủy sản mua về làm thức ăn cho cá, ba ba. Hiện Ủy ban Nhân dân xã cũng đã báo cáo với cấp trên và đề xuất phương án hỗ trợ chủ trang trại nhằm giúp gia đình giảm bớt một phần thiệt hại. Được biết, gia đình chị Thúy đầu tư kinh phí xây dựng trang trại nuôi gà từ năm 2019.